Danh hài Bảo Quốc sụt hơn 10 kg. Sau ca phẫu thuật tại Mỹ, được biết nam nghệ sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan kéo dài 3 tiếng bằng laser ở xứ cờ hoa. Gần đây, tham gia ghi hình trong chương trình của Đài HTV nhân chuyển về Việt Nam thăm gia đình, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc gây ngỡ ngàng khi diện mạo hiện tại trong lò có một người bạn thân của ông tiết lộ nam danh hài đã giảm hơn 10 kg sau ca phẫu thuật tại Mỹ. Được biết nam nghệ sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan kéo dài 3 tiếng sau laser ở xứ cờ hoa. Sau ca mổ, nam nghệ sĩ tỉnh lại và nhận ra người thân nhanh chóng sụt sụt hơn 10 kg. Nhưng trông chú sáu Bảo Quốc vẫn rất phong độ, trẻ trung, đôi má hồng hào và nụ cười vẫn sang sảng như ngày nào, bản thân của Bảo Quốc chia sẻ. Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tên thật là Lưu Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là em cùng mẹ khác cha với cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, gia đình ông nức tiếng những thập kỷ 60-70 của thế kỷ XX, với gánh hát mang tên Thanh Minh Thanh Nga. Trong khi đó, Bảo Quốc xuất thân là nghệ sĩ cải lương, từng tham gia các vở Tiếng Trống Mê Linh, Kiều Nguyệt Nga, Mục Liên Tìm Mẹ. Sau này nghệ sĩ thành danh trên sân khấu hài, ông còn tham gia phim truyền hình và điện ảnh. Trong gần 50 năm theo đuổi nghệ thuật, Bảo Quốc giành được nhiều giải thưởng lớn với tư cách là diễn viên hài. Suốt sự nghiệp diễn xuất của mình, diễn viên Khi Đàn Ông Mang Bầu đã giành được số giải thưởng danh giá, đặc biệt là Dạ Mai Vàng cho nam diễn viên sân khấu và Dạ Mai Vàng cho diễn viên hài. Hiện nay dù đã 70 tuổi nhưng Bảo Quốc vẫn hết lòng vì đam mê cải lương, minh chứng là thời gian chăm sóc cho sức khỏe bản thân ở Mỹ, nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên tham gia biểu diễn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.